Dạ vâng, mấy chú chị Bông xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, hôm nay em giới thiệu với chúng ta đó chính là một cái mặt hoa của cây giảo Indo nè. Giảo Indo hay người ta còn gọi là giảo lá gai á cả nhà. Thì hoa rồi cái này nở mấy ngày cho nên nó rớt rồi ha. Thì hoa của nó là 8 đến 12 cánh nha. Hoa của nó màu vàng tươi và rất là đẹp luôn, rất là to luôn cả nhà. Thì cái lô giảo Indo này hôm nay em thấy cũng rất là đẹp, em để cũng rất là cao ha. Cao tầm khoảng 40 luôn á. 40 á để cho chúng ta lấy bo ha. Đó, Indo thì là lá gai á cả nhà. Thì lá gai nó có hai loại, một loại cúc lá gai và một loại là giảo lá gai ha. Cúc lá gai thì hoa của nó là dạng cúc cho nên nó sẽ nhiều cánh hơn, và người ta còn gọi là cúc hoàng đế hay là gọi là cúc nhị đỏ là nó ha. Còn cái này là giảo Indo, là giảo lá gai nha. Đó, cây thì như thế này nè, về chúng ta cũng có thể lấy được một ít bo ha. Từ 30 cho đến 40 nha. Đó, giá là 80 ngàn một cây nha. 4 cây bên em bao ship, 10 cây tặng 1. Thì rễ nè, đó, em thấy rễ cũng rất là đẹp ha. Đây, có lò xo nữa nè. Đó ha. Đây chính là giảo lá gai hay còn là giảo Indo nha. Rồi, ngoài cái loại đó thì bên em sẽ có hai cái loại bạch mai nữa cả nhà. Bạch mai Tân Tân. À, đây bạch mai này, bạch mai Tân Tân nha. Nè, cả nhà nhìn thấy nè, nó đang đâm chèo nha. Cây cũng nhỏ chứ không có lớn nha cả nhà. Giá là 100 ngàn một cây nha. 3 cây em bao ship, 10 cây em tặng 1. Thì bạch mai Tân Tân vừa rồi em có quay một cái hoa rất là đẹp á cả nhà. Em thấy bạch mai Tân Tân hoa của nó rất là đẹp cho nên là cũng nhân giống nhiều ha. Rồi, giá là 100 ngàn một cây nha. 3 cây bao ship nha. Rồi, tiếp tục hàng bên đây. Hàng bên đây sẽ là một cái giống bạch mai khác, đó chính là bạch mai siêu nụ nha. Giống này rất là hot hòn hột luôn nè cả nhà. Cho nên cây thật ra nó cũng không có cơ lớn lắm nha. Đó, vì sao người ta gọi là siêu nụ? Bởi vì nụ quá là nhiều mà nó là bông trắng cho nên người ta gọi là bạch mai siêu nụ ha. Đây cả nhà nhìn thấy nè, nhìn là biết cái nó siêu nụ rồi cả nhà. Bởi vì cái mắt lá của nó rất là khít nha, rất là nhặt luôn, cho nên là nụ sau này nó sẽ ra rất là khít luôn. Thì loại này cũng là 100 ngàn một cây nha. Đó, 100 ngàn một cây. Rồi, tiếp tục hàng bên đây. Hàng bên đây sẽ là hàng cúc bi nha. Cúc bi này gọi này là liền cốt nha cả nhà. Đó, rễ nè, xử lý ha. Liền cốt 100% luôn nha. Cúc bi bông chùm ha. Đây, lô này là nằm trong chậu 2 nha. Cây đã uống dáng lông rất là đẹp rồi cả nhà. Về lấy bao vô tư thoải mái luôn nha. Đó, cái này là 180 một cây nha cả nhà. 4 cây em bao ship, 10 cây em tặng 1 nha. Cây rất là đẹp, chiều cao nó là, trời ơi coi nè, cả nhà nhìn uống dáng lông luôn luôn ha. Chiều cao của nó là khoảng 2 gang tay, tầm 35 cho đến 40 ha. Giá là 180 một cây nha. Đó, bên đây thì cũng có loại cúc thọ hương nè. À, cúc thọ hương á thì cũng uống dáng lông quặn quặn vậy luôn nè. Giá là cũng 180 luôn nha cả nhà. 184 cây em bao ship nha. Thì chúng ta ví dụ như thích lấy loại nào thì lấy ha, lấy loại nào cũng được hết, mà nếu ba cây 4 cây là bên em bao ship nha. Rồi, ai thích loại nào thì xin hãy alo bên vườn mai của chú Chè Bông nha.